Thảo cô bác mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái mẫu cửa cổng nha. Thì cái mẫu cửa cổng này là mình tự làm ra ngang cái nha. Thì cửa cổng này nó có chiều ngang là 4m, chiều ngang là 4m, chiều cao là 2m6. Đó là mình chia ra là 4 cánh. Nhưng 4 cánh này là mình không có mở 4 cánh được nha. Mình chỉ làm cái mẫu để cho nó đẹp lên cái nha. Thì cái mẫu cửa này mình làm từ là sắt hợp 30-60, dày 1.8 rồi những cái thanh đố đố sông chữ công này thì mình xài là 2 vuông, 1.4 nhà đây là thanh ngang, thanh ngang với thanh xuôi này là xài là sắt hợp 20-40 là sắt 24 dày 1.4. Thì những cái sông này đó là mình làm rời hết nha cả nhà. Là cái sông này là nó liền vô đây. Đây mỗi hàng này mình hàng liền vô. Và sơn này là sơn giả gỗ. Còn bên đây là màu trắng sữa. Này mình sẽ rời bắt ốc vô. Thì để cho nó phân biệt được cái bộ cửa nó đẹp nha cả nhà. Đây mình cũng mới gắn hai cái tay cầm bằng inox. Đây là mình sơn là nó tại trong quá trình sơn là mình không có quay lại cho cả nhà xem nha, tại vì nếu mình quay là ba cái kia sơn này sẽ nó bay vô nó bấm hư cái điện thoại mình xài là dùng bằng điện thoại. Đây thì mình sử dụng là 3 lớp sơn nha cả nhà, thì 4 lớp sơn, thì một lớp sơn này là mình dùng sơn của Hải Âu nha, thì một lớp sơn dầu kẽm của Hải Âu, một đi một lớp sơn, một lớp nhân thứ hai là một lớp màu vàng, màu vàng cam, rồi mình đi là hai nước màu cánh gián nha cả nhà, thì nó sẽ lên cái màu gỗ như vậy. Đó. Thì mình quay này thì mình chia sẻ cho cả nhà xem là cái cửa cổng của mình với là nước sơn. Đó. Thì trong quá trình mình làm thì cái mẫu cửa này thì mình cũng không có quay lại nha. Thì giờ mình đã làm xong nên hoàn thiện thì mình đã review lại cho cả nhà xem. Cái này là sơn Hải Âu nha cả nhà. Nè. Đây là sơn Hải Âu. Sơn này là sơn màu. Đây là sơn màu vàng nè. Nó sơn màu vàng nha cả nhà. Đây là màu vàng nè, vàng cam nha, dùng là xăng Nhật nha cả nhà. Thì đây mình dùng cái bản lề này là bản lề nóc, bản lề nóc này là nó chiều dài nó là 1 tấc 2, nó dày là 3 ly. Đó, khoảng cách thì mình chia đều ra, nhìn bề ngoài cho nó đẹp thôi đó cả nhà. Thì kết hợp với là một bản bộ bản lề xây, một cái trên và một cái dưới này. Cái trên dưới này thì mình xài một cái đế dưới. Đế dưới này là xài đế 100 nha cả nhà. Còn bản lề này là 120. 120 thì cái đường kính ngang của nó là 60. Nó là 60. Mình không có hàng cái cánh cửa vô chung bản lề này mà mình sử dụng là một miếng quê. Một miếng quê giờ mình bắt này, đừng nữa mình có gỡ ra được mình vô mỡ bò trong này nè cả nhà. Lâu ngày nó có mỡ bò trong này. Trong này thì cái bạc đàn này nó bán ở ngoài chợ là 80.000 một cái. 80.000 một cái là nó trong này nó có hai bạc đàn nha cả nhà. Nó xài cốt là 20 đồng. Đó. Thì hôm nay mình sẽ review một bộ cửa cổng 4 cánh cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem thấy hay cô ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cùng mọi người cùng xem nha. Rồi, bên đây nữa là một cái sông hàng rào. Đây có cái sông hàng rào luôn nha cả nhà.
Thì sông Hàng Gào này người ta sử dụng lại cái sông cũ, nhưng mình thay lại những cái hộp mà 4 vuông vậy, hộp 4 vuông dài dày 1,4 ly nha. Đó, rồi sơn lại, trên này là sơn màu nhũ đồng, còn này màu trắng sữa, bên đây là màu vàng nha, vàng cam. Thì cái này mình cũng mới lắp lại nha cả nhà. Ở cái khung bên đây là nó dài là 4,5 m, 4,5 m nên mình có chống hai cái cây chính giữa để cho nó kìm cái khung lại nha. Toàn bộ là mình xài sắt hợp hết. Cái sông này là sắt 12, sắt 12 miền Nam. Thì cái cửa cổng này thì mình chỉnh sửa làm lại nha cả nhà. Thì lúc trước nó xuống cấp á, thì mình cũng làm lại dán gạch rồi lại hết. Nhưng cái cổng này thì trong quá trình làm á thì nó không có thời gian nên mình không có quay lại cho cả nhà xem. Đó. Thì ở đây tổng cái chiều dài của cái này là 12 mét nha cả nhà. Từ đầu này tới đầu kia là 12 mét. Đó. Để mình quay lại vào trong cho cả nhà xem. Cái bộ cửa này thì mình hai cánh trong này nó sẽ nhỏ hơn hai cánh ngoài cái nhà, thì nó 4 m. Ở cánh trong này thì là mình sử là xài là 9 tấc nha, còn ở ngoài này là 1,1 m để cho nó ngắn lại để nó chịu lực được cái bản lề trên và bản gì lề dưới nên mình không có chia đều. Thứ hai mình làm cái kiểu này thì nó phải làm như vậy nha cả nhà. Rồi, thì mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Rồi mình review lại cái bộ cửa tự mình làm ra cho cả nhà xem. Thì hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.